từ sáng hôm qua là cô gặp thôi, còn từ sáng hôm nay là cô không thấy rồi. À, sáng qua là lại đây lấy cơm. Lại lấy cơm á, cứ ngày là cái em đó đưa cho tôi 3 triệu là ăn cơm 2 tháng. Ra kho đồ sẵn hết rồi. Rồi cái đây bây giờ chưa có canh. Chờ tí đi, cái ngồi chờ tôi tí, canh chín là mốt xong rồi ngồi nói chuyện đó. Cô Yến ngồi nói chuyện với mấy cái cô đó ngồi lâu lắm. Dạ. Xong rồi á, đi vô trong mấy trong đó đó, mang cái ống màu xanh nha. Cái ống màu xanh đó. Rồi đi vô trong đó tôi mới nói vậy nè. Rồi thấy đi vô trong đó thôi chứ đòi lấy cơm rồi thôi, nghỉ chiều ra, chiều không có thấy trở ra. Rồi từ hôm qua tới giờ là chưa hôm qua đúng không cô? Đúng rồi, đó là sáng hôm qua có lại lấy cơm. Dạ. Rồi đi khoảng lối 8 giờ mấy đi vô trong đó rồi không thấy trở ra nữa. Mà từ sáng nay giờ cô có thấy chị có đi lẳng quẳng đây không? Không có lại lấy cơm luôn. Chị không lại lấy cơm là mất tích mất tiêu rồi. Chị hôm qua không có lấy cơm. Chị hôm qua không có lại lấy cơm rồi sáng bao giờ không có thấy lấy cơm. Vậy là chị đi đâu mất tiêu luôn rồi, từ hôm qua tới đi đâu á? Đi đâu để có nó có quay lại tôi nói cho. Mà hồi tối không có luôn cô ơi. Hồi tối con đi lại đây con không thấy ngủ luôn. Chứ sao mỗi lần là nó hay lợi kêu cửa lắm, chiều là kêu cửa chị ơi chị còn cơm cho em, là cứ cho nó cơm. Nhiều khi sáng tôi dọn ra chưa bán ai tôi cũng cho nó cơm nữa đó, thấy tội. Tôi nói trời ơi, nó chứ ai đâu có ai muốn xin cơm đâu, nhiều khi bệnh hoạn người ta vậy chứ bình thường xin người ta cười này kia nọ. Tôi nghĩ vậy tôi nói thôi kệ bệnh hoạn cho đó, chứ là hồi trưa qua không có thấy luôn, chuyện qua cũng không thấy. Thì mất từ hồi trưa hôm qua tới bây giờ luôn. Đúng rồi đó, hôm trưa hôm qua không có thấy lợi, chứ mỗi bữa nhiều khi trưa lợi nữa đó. Mà trưa lợi xin nước. Mà cái chòi đắng là mỗi lần mà chị ngủ, mỗi lần mà sáng đi đâu là cái giỏng dắt lên. Còn cái này là cái giỏng không dắt lên luôn. Hả? Người ta đi quá gấp hay là đi như thế nào đó là không có ngủ ở lại vậy đó. Tôi còn dặn vậy nè, em mà ngủ bằng đêm á, có ai mà em la làng lên nha, la cho lớn lên không, để nhiều khi có người ta cứu em. Tôi còn dặn vậy đó, để nhiều khi hỏi là có ai mò không đó, nói có ai lại mò la lên la làng lên không, la cho dữ lên. Còn dặn nó vậy đó. Giờ từ hồi trưa hôm qua tới giờ bây giờ tụi con kiếm là không có luôn. Tôi còn la Yến sao mấy anh đó cất nhà cho em không nhờ về trọng em ở, mà em ở đằng này vậy có nhà về nhà ở đi, tắm rửa cho sạch sẽ. Cái nó nói dạ, nhiều khi tính toán lanh lắm, tính còn nhiều khi lanh hơn tôi. Cũng có lúc thì nó có cơn. Đúng rồi, có lúc. Cô có nghĩ là chị Yến người nhà đưa về ở không con? Không, người nhà không có đưa về đâu. Nghe nói là cái cô ở nhà trọ đâu mà Bình Dương đó bữa điện cho tôi, nói thấy là cô Yến hồi đó ở nhà trọ của cổ. Bây giờ cô Châu mà có gặp á, nói nhìn cô Yến là quay trở về đây đi rồi tôi trị bệnh cho, để là có nhỏ gái ở ngoài Bình Dương xa hơn cổ là khoảng 3 cây mấy số. Mà hồi đó cổ ở đây con gái cổ đẹp lắm. Tôi lên đi tấp này, tôi lên là tôi mới thấy là cô Yến hồi xưa ở nhà trọ của tôi. Là gặp bữa đó là gặp nói đó liền là rồi, nói cô đó cô nhắn em như vậy đó. Bây giờ em biết cái chỗ đó không, nó nói bắt đầu nó không biết đó, sao nó biết. Hồi đó em ở đó đó. Đó cô Yến nói vậy đó, hồi đó em ở đó. Chứ cô không có nghĩ là người nhà đưa về ở không? Không, người nhà dòng họ nó sát bên không đó, mấy gì nó sát bên không đó. Ở gần ở đây luôn hả cô? Ở gần nhà nó, nhà ba nó trong cổng nhà thờ nè. Cổng nhà thờ, nhà ba nó hồi xưa thì má nó chết sớm. Ba nó sau này ba nó mới chết. Nhưng mà đưa lâu rồi đâu có để gì mà không có nuôi dòng họ nó cho ngay, mấy gì nó cũng nghèo. Yeah. Nghèo mà kiểu như không có ai quan tâm tới đâu, không có ai quan tâm tới. Ở đây tôi la hoài
Nhiều khi sáng mai tôi cho cơm, bán bún riêu cho bún riêu. Nhiều khi là tối là xin cơm, rồi mấy đứa nói sao chị cho hoài, bả ăn quen, bả lỡ bả xin hoài, nó trời nó khổ. Thế nó chứ đâu có ai mà muốn mà phải đi xin cơm như vậy. Mấy người kiểu như bệnh hoạn, dạng như tôi nghĩ là nó mắc bố. Nó mắc bố, nhiều khi ba hồi nó bình thường, ba hồi nó đang ăn, cái nó gục mặt nó xuống vậy nè. Cái nói lạm giảm, nói ăn đi em, để nguội không ngon. Ủa, vậy nói gì luôn hả cô? Không, là tôi dạ, nói dạ, với cô Yến á là em ăn đi. Chứ sao mà em ăn mà em ngó đâu không à. Ăn đi, ăn đại đi em, để cho nó nguội, nó nóng nó ngon. Chứ để nguội nó không có ngon. Cái đó dạ dạ, em nghe lời chị em ăn liền. Cô Yến ở đây vậy. Không có lúc gì nói chuyện nghe được đâu. Ồ, nói chuyện nghe y như người thường luôn đó. Nhiều khi xin nhang tôi nói chị có nhang không, cho em vài cây hỏi chứ vậy. Xin nhang làm gì, em ngủ ở chỗ đó em phải đốt cho người ta để tội nghiệp người ta đó. Nhiều khi đi lảm nhảm vậy đó. Có cái nhà mới chưa ở đêm nào luôn. Bởi vậy tôi la nó sao có nhà mới không về ở đi, mấy anh nó cực khổ cắt cho em mà em đi đâu ạ? Đừng ngủ đằng này nữa, về nhà ngủ đi. Cái nhà mới gì lạ gì chưa dám ngủ gì đó. Nó sợ giông gió gì á, nghe mấy người má cứ nói sao mày có nhà mới mày không về đi á. Nói sợ giông gió rồi nó bay, nó sợ. Để nó lấy dây nó cột lại. mấy người nó mới cãi từ sáng. Mới cãi từ sáng à. Mới cãi từ sáng à. Bây giờ không biết chuyện ở đâu, tôi chỉ có phải chỉ là con người bình thường, bình thường với mình thì không nói. Nó đi thì nó vô rồi. Không, dòng họ nó không quan tâm tới là dắt về tắm rửa này kia nọ. Nhiều khi hôi, tôi nói trời ơi em hôi lắm. Em về em tắm rửa với mình phải sạch sẽ mới được em ơi. Nhiều bữa lại lặt nó muốn phụ tôi nữa đó chứ. Dạ. Tôi kêu trời ơi em làm gì á, mày ở không chi mày lặt phụ chị ơi. Dạ em lặt chị, lặt rồi à. Em bào đưa bằng bào đi, em bào phụ chị luôn. Nó bào nhanh hơn tôi luôn. Nào nói chân hà vậy đó nha. Tôi nghe chị chứ giờ không biết. Bởi vậy, nhiều khi nó đi đâu, bữa hai bữa nó quay lại không chừng nha. Từ hồi đó tới giờ thì cô thấy cái tình trạng này chưa cô? Giống như là đi nhiều lần. Có, nhiều khi hai ba ngày mới thấy nó, nhiều khi ngày sáng ba thấy. Đó chưa, giờ này là thấy rồi lại xin cơm rồi đó. Rồi chị cho em chai nước. Nói cái rót nước ra đổ tùm lum tùm la. Tôi mới nói nè, chị nói em nghe, em phải rót cho gọn vô tại tiệm cơm. Bây giờ mà ta lợi người ta ăn á, nước nâu chảy tùm lum tùm la, người ta nói mình ở dơ. Em dạ dạ em nghe em biết rồi. Nhưng mà con nghĩ là chị sẽ không đi đâu. Tại vì mới cắt cái nhà mới cho chị. Vậy chị biết không, bây giờ có những cô chú cộng đồng mạng á, quan tâm. Chị sẽ không đi tự nhiên đột ngột như vậy, đi thì phải thông báo rồi. Nào có thông báo đâu, nó muốn đi nó đi à. Nó nghĩ vậy chứ gia đình nó không ai rước về đâu. Ngày hôm qua thì có người thấy nó có người chở chị đi. Vậy hả? Dạ. Nghe nói thấy người chở ra đó, nghe nó chở ra đó à. Nó chở đi mà biết là người đó là ai thôi. Bị tôi, ví dụ như tôi đứng đây tôi bán mà tôi nhìn nó thì tôi biết người nào chở đi. Còn có nhiều khi mình đi ra đi vô đóng đi người ta hồi thưa cái em đó lại hỏi rồi hỏi nói nghe người ta nói là thấy có người chở tôi đi ra mấy chợ mà sao tới giờ không thấy chở vô. Đúng rồi. Tới giờ này luôn là không thấy bao giờ luôn đó. Chở đi đâu á, nhiều khi qua trở lại không chừng nữa đó. Chứ nhiều khi thấy nó vắng, nó vắng nó mấy ngày rồi mới thấy nó trở lại, là thường xuyên là vậy đó. Có nhiều khi ngày thấy hai ba chạp cứ mang cái cuộn xanh xanh đó với bọc lùm đùm lề đề vậy đó. Hôm đó có chiếc xe đạp nó chở bọc bao gì tùm lum tà la, đẩy tới đẩy lui vậy. Rồi nghe nói ai lấy chiếc xe đạp mất rồi. Thành ra giờ đi bộ giác lang thang, ngày hôm qua giác 3-4 đồng ở nhà, cái mấy người nói trời ơi mày giác chi vậy, mày giục mẹ hết đi, mày đi không chấm mắt gì ba cái đó không, mày giác đi. Chứ cái cuộn xanh xanh của nó đó. Dạ. Từ sáng hôm qua là cô gặp thôi, còn từ sáng hôm nay là cô không thấy rồi. Không.
sáng qua là lại đây lấy cơm. Để lấy cơm á, cứ ngày là cái em đó đưa cho tôi 3 triệu là ăn cơm 2 tháng. Rồi mà có ngày thì lấy nguyên ngày, có ngày thì lấy có ngày thôi. Lấy có buổi sáng thôi. Ngày hôm qua lấy buổi sáng. Dù giống như là đi đâu thì mình biết được á, mình còn đỡ lo. Còn người này á, giống như là chỉ đi mà không có tin tức gì hết á, thì làm cho em tụi con cũng lo cô. Tiếng ai giàu vậy nhưng mà cái cô ở gần nhà đó, còn từ qua đây của ra của trong nóng quá trời luôn, nó mới về. Giờ cũng đang quan tâm chị á. Mà sao mấy ngày nay anh hồi trưa qua tới nay không có thấy. Dạ, sáng giờ cô không có lại lấy cơm luôn nữa. Hồi tối là tụi con đi kiếm mà không gặp luôn. Cái chỗ mà ở đây. Dạ, cái chỗ ngủ thì cũng không thấy luôn. Tôi la nó đó, tôi la nó hoài, trời ơi có nhà về nhà đi, về nhà em tắm rửa đi, nhà ba má nó trong này nè. Dạ. Dạ. Tôi nghĩ là nó bệnh tâm linh đó chứ không phải tâm thần đâu, mà kiểu như bệnh tà đó. Bây giờ cái đó phải trị mới hết được. Nhiều khi nó nói chuyện bình thường lắm. Ở ra đồ mua đồ ăn bông, mua bữa nó đây nè, mua củ su, củ bò bón, khoai lang tây gì. Cái nói gì nè, nó tính tiền giỏi lắm. Nhiều khi tôi tính không có lại nó luôn đó. Cái nói trời ơi, mấy người nói trời ơi, miếng nó tính tiền giỏi dễ sợ chưa. Chị hồi rồi quay chị nói con bình định, chị nói chị học cao lắm rồi, chứ không phải đâu. Nó tính tiền giỏi lắm. Tôi nói trời ơi, nó ai nói nó mát mát hùng hùng đâu, nó tính tiền còn lắm hơn mình. Nói vậy nó tính tiền còn lắm hơn mình nữa. Cũng như vậy bây giờ á, chị đi đâu thì cũng mong cho chị được bình an, cô tại cô cũng không sao đó. Chắc nó không sao đâu. Mai mai giờ mai cũng qua trở lại giờ đó. nghe cái chị bán tỏi đồ này nè, bà nói nó ca hay lắm. Chị nói tôi tàu ô nghiến ca hay lắm mà châu nghiến ca hay lắm. Tôi mới biết tên nó đây chứ biết nó thôi chứ không biết tên. Phải biết tên ba má nó thôi, ba nó thôi. Dòng họ nó cũng có gần nữa đó, mà kiểu như chắc nó không có thương yêu gì như mình đó vậy. Thì cô chia sẻ bấy nhiêu đây thì cũng cảm ơn cô nhiều ha. Để mấy tụi con trở về nhà có chuyện rồi, có chuyện rồi có gì mấy tụi con muốn sao? Không, ví dụ như có nó đây tôi la cho nó quay trở về nhà cho. Dạ. Tôi la lỗi là tôi la không à. Kiểu như mình cũng thấy nó vậy, mình cũng chỉ dẫn chùm nó. Có hôm nó cũng không được bình thường, nó dạng như nó bệnh tà. Theo tôi đó nó xin nhang xin đồ rồi nó đi lẩm bẩm, thì khi nó đi nói chuyện có mình á. Vậy tụi con tụi má cảm ơn cô, nãy giờ tụi con tự cho cô biết những thông tin của chị Yến rồi cô. Con chào cô. Cảm ơn cô nhiều. Có gì tôi nhắn tôi la nó cho ba nó kêu nó về nhà nó ở. Dạ. Cảm ơn cô. Nó có chiều nó có quay lại không? Rồi con cảm ơn cô nha cô. Rồi con chào cô nha cô. Thì mình cũng chào quý anh chị thì mình xin cập nhật những thông tin mới nhất về chuyến để gửi đến cô chú anh chị. Mình xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị những video sau.